Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử ngày càng phức tạp và đặt ra thách thức không nhỏ đối với cơ quan chức năng trong việc xử lý. Đây là vấn đề được đưa ra tại tọa đàm thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều hôm qua 26 tháng 4 tại Hà Nội. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên mạng trực tuyến ngày càng tăng về số lượng, độ phức tạp và liên quan đến tất cả các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, làm cho vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường mới này đang gặp phải nhiều thách thức. Trong đó, các hành vi xâm phạm chủ yếu là vi phạm nhãn hiệu trên các trang thương mại điện tử, hành vi trục lợi, chiếm đoạt tên miền. Với mục tiêu tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng như chủ thể quyền, những năm qua Việt Nam đã từng bước hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh phức tạp của môi trường thương mại điện tử, đòi hỏi Việt Nam cần sớm bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến vi phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực này. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang có quy mô khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 100.000 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng lên tới 22% một năm. Đây vừa là cơ hội, song cũng là thách thức đối với công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới. Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, cùng với cả nước kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Thư viện tỉnh Lâm Đồng đã cho trưng bày, giới thiệu hơn 100 đầu sách và 60 hình ảnh là những tư liệu lịch sử quý.